người cũng đã băn khoăn trăm năm như ngàn năm. Đây là cung sáng điện cấp nguồn, mặt sau cắm nguồn, cắm tín hiệu 3.5. Bác đang được theo dõi ở đây, cửa hàng test một mẫu loa nghe nhạc điện thoại, nghe nhạc không dây hoặc cấm dây từ TV, từ điện thoại để anh em nghe nhạc trong phòng ngủ, phòng làm việc. Nếu nói về thương hiệu Bose thì dám cam kết cũng như là dám nói căng đét chuẩn chỉ cho anh em một câu, chuẩn chỉ căng đét cho anh em một câu là không hãng nào vượt qua được loa Bose về chất âm, anh em nhé. Chất âm so với những dòng loa lời đó anh em nhé. Thì dòng loa này thì tiếng âm trầm nó rất ấm, rõ ràng, sắc nét. Anh em có thể cắm bằng jack 3.jack Lightning từ điện thoại iPhone 5 trở lên. Cái loa này thì bề ngang nó là 30, chiều cao là 18, chiều sâu là tầm 15 đó. Loa thì báo giá cho anh em là giá 3.8 triệu, giá tại cửa hàng. Anh em nghe nhạc không dây, nghe nhạc gì cũng được. Cái hay của dòng loa Bose này là chất âm nó cực kỳ xuất sắc. Nó âm trầm, ấm, nó rất rõ. Nó căng. Nó căng như kiểu anh em chơi một bộ dàn âm thanh. Nó thật. Cái giải trầm nó cực kỳ thật. Có thể nghe không dây hoặc cắm trực tiếp như này, hoặc là nghe có dây. Ba cách. Càng nhìn em, yêu em và yêu em mãi. Dù phút em đêm xa xưa nay đã đi vào quên lãng. Cung cấp điện anh em nhá. Trời vào thu giống như là Việt Nam buồn lắm em ơi. Mây tím đang dâng cao vời mà tình. Nói luôn vẫn phải nhắc lại anh em là thách một cái loa của hãng nào có thể ra được giải trầm như cái loa này. Tôi thách luôn anh em nhá. Đấy là kinh nghiệm bán loa bao nhiêu năm rồi thì chia sẻ anh em. Chưa lên ngủ. Này mình yêu. 3.8 anh đâu hay tình ta gian dối.